của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. À, ba con gái nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Dạ, con là Quỳnh Trang. Hôm nay con cũng như là hai em Phạm Tuyết Nhung và Phạm Thiên Ngân, tụi con rất là hạnh phúc và rất là xúc động khi được có mặt trong tập này của chương trình Ký ức vui vẻ và được góp một tiết mục cùng với người mẹ nuôi của mình, cố ca sĩ Phi Nhung. Thì mặc dù là cái kỷ niệm này nó hơi xót xa, nhưng mà thật sự nó đáng quý vô cùng. Và khi mà mẹ của con còn sinh thời thì mẹ hay chia sẻ là mẹ rất là yêu thích chương trình Ký ức vui vẻ. Và con nghĩ là cho dù mẹ có đang ở đâu đó, nếu như mà mẹ biết trong tập ngày hôm nay có sự xuất hiện của mẹ, con tin là mẹ cũng đã trở thành một phần ký ức và đã in sâu vào ký ức của rất nhiều người trong chúng ta. Có phải không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tuy là bây giờ mẹ không còn nữa, nhưng mà cả ba chị em luôn tự nhủ là phải cố gắng thật nhiều, và bây giờ phải cố gắng thấy luôn cả phần của mẹ để mà tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cho khán giả giống như là mẹ đã từng. Và tụi con vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp những cái việc làm, những cái dự định của mẹ còn đang dang dở. Và con xin cảm ơn các cô chú anh chị và quý vị khán giả đã lắng nghe chia sẻ của con. Con ơi, sau khi mẹ đi chương trình Cứu Vui Vẻ về thì mẹ có nói gì về chú không? Dạ, mẹ lúc nào cũng nói chú Tử Long dễ thương lắm. Hay à? Dạ. Tại vì mẹ ngồi ở đội của chú mà. Bây giờ mình cũng chúc ngắn gọn thế này. Dạ. Năm mới là chúc mọi người là làm lụng như chim sâu, sống lâu như chim sẻ và mạnh khỏe như đại bàng và có họ hàng với các đại biểu. Và trong suốt thời gian ở đây thì mẹ con không chỉ chiếm được trái tim của người nghe nhạc, mà cái sự hiền hậu và đặc biệt là cái sự năng động trong con người của cô ấy, sức lan tỏa rất là lớn. Và đúng như con đã nói thì mẹ Phi Nhung của con cũng là một phần của gia đình Ký ức vui vẻ, và chúng tôi cũng luôn nhớ về cô ấy. Con cảm ơn chú. Bây giờ kế hoạch tương lai của các con như thế nào? Dạ, cả ba tụi con thì đều hoạt động riêng lẻ hết. Và khi mà mẹ còn thì mẹ cũng khuyến khích cái điều đó. Mẹ muốn mỗi đứa có mỗi cái hướng đi và mỗi đứa đều tự lập hết. Bé Ngân thì vẫn còn đi học, còn bé Nhung thì vừa đi hát mà vừa lo cho gia đình nữa quý vị. Con thì vẫn vừa đi hát và đam mê song song với niềm ca hát của con là đó là đam mê diễn xuất, cho nên con vẫn đang cố gắng học hỏi và trau dồi cả hai niềm đam mê của mình. Vậy là các cô gái của mẹ Phi Nhung vẫn đang từng ngày từng giờ trau dồi và rèn luyện để rồi tiếp tục nối bước ước mơ mà còn dang dở của mẹ Phi Nhung. Và cô tin là mẹ sẽ phù hộ cho các con để các con sẽ càng ngày càng được thành công, càng ngày sẽ càng phát triển thật tốt. Cảm ơn các con hôm nay đã đến đây chia sẻ với chương trình và chúc các con sẽ thật thành công, thật hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ai biết được ai chia ly lại.
cách xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ? Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ. Thấy ca sĩ quá phải không? Hồi nãy hề hề. Nhưng mà nhìn mặt rất nhỏ nha mọi người. Mặt nhỏ xinh. Hình như là bạn này được giải gì rồi đúng không ta? Dạ em chào hai anh chị. Con chào chú Lý Hải và con chào các anh chị. Nghe kiểu anh nghe chú cái buồn lắm. Dạ, do hồi lúc con còn nhỏ là như là con và cả xóm con luôn đều là fan của Trọn Đời Bên Em của chú. Có con á chú, con cũng có mê. Con hả chú ạ? Đỡ thôi, đừng có kêu chú nghe buồn anh, lắm. Vậy là bây giờ mình anh kêu đi. Chú hả? Dạ vậy thôi, anh chú. Đúng, anh chú. Dạ, em tên là Quỳnh Trang và em là ca sĩ hát dòng nhạc Bolero ạ. Biết rồi. Chúc mừng cho đội bạn ha. Thấy cái mái tóc dài là cũng nghi rồi. Không, nhưng mà lần đầu tiên lúc mà anh chọn đội mình cũng có chọn bạn mà đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chú bỏ con. Tại vì thấy cái bạn số 6 hề quá, cho nên muốn giữ bạn lại để coi bạn có thể hiện cái gì nữa cho vui á. Không ngờ lúc mà vòng 2 ra á là em lại Hề hơn. Bây giờ là em muốn nghe chị là chị có hối hận khi mà chị bỏ em không? Chị rất hối hận luôn á. Tại vì nãy giờ chị nhìn em đứng hát ở trên đó, hát vừa hay lại vừa đẹp, thước tha đúng không? Chị ước chị gì chị được như vậy á. Thì luôn, mỗi lần mà chỉ chậm một dịp thôi là bu ca rồi hát. Quỳnh Trang ơi, mời Tia. Anh nghe tên em rất là quen, không biết là em có phải là con nuôi của ca sĩ Phi Nhung không? Dạ đúng rồi ạ, em là con nuôi lớn nhất của mẹ Phi Nhung. Hẹn chi kêu chú đúng rồi chú đúng ơi. Đúng rồi, hơi vậy đó. Xin mời Thùy Nguyễn lên tiếng nè, em sao em đơ vậy? Nói chung là em thấy bạn này quá tuyệt vời rồi. Xin hát hay, giọng hát rất là nội lực. Cảm ơn em, xin cảm ơn anh chị. Xin cảm ơn em, chúc em thành công hơn nữa. Xin cảm ơn. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM.